Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma túy do người nước ngoài móc nối với người Việt Nam vận chuyển trái phép 184 bánh heroin từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đài Loan, Trung Quốc, bước đầu tạm giữ 3 người liên quan. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian dài theo dõi, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ ngăn phòng cho thuê tại quận 1, phát hiện hai người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Đáng chú ý, tại căn phòng có nhiều vali chứa 184 bánh heroin và một số máy móc phương tiện nghi vấn dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy cất giấu trong ngăn bếp. Hai người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang từ ngày 15 tháng 3, sau đó về thành phố Hồ Chí Minh ở. Sau khi nhận ma túy, nhóm này đặt mua máy xay, máy hàn, máy ép, các vỏ pin rỗng đặt hàng từ Trung Quốc nhằm nghiền số ma túy trên thành bột. Sau đó đổ vào trong các vỏ viên pin nén lại và hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phối hợp cùng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và công an các địa phương liên quan khẩn trương truy xét, mở rộng bắt giữ các đối tượng khác liên quan.